Chào các bạn, tôi là Mai Bùi, chiropractor. Tôi làm việc ở văn phòng MB Chiropractic in San Diego, California. Hôm nay tôi sẽ có những bài tập rất là đơn giản. Một bài tập như vậy có khoảng 4 động tác để cho các bạn tập phần cổ và phần vai để làm giảm đau và thư giãn cột sống cổ của các bạn. Những động tác này các bạn phải giữ lại 30 giây. Và mỗi động tác như thế, các bạn phải làm khoảng 5 lần như vậy. Nhưng mà trước tiên các bạn làm thì các bạn phải ngồi thẳng. Kéo phần vai của các bạn xuống cho thiệt thẳng. Cổ các bạn thẳng đứng lên. Sau đây các bạn làm theo tôi. Các bạn ngồi thẳng. Nhớ kéo phần vai các bạn xuống. Các bạn sẽ ngó xuống và giữ 30 giây. Sau đó từ từ các bạn sẽ nhìn lên, nhớ giữ 30 giây. Từ từ các bạn ngó thẳng. Sau động tác thứ hai, các bạn sẽ quay bên phải, cũng giữ 30 giây. Các bạn trở lại tư thế đầu tiên, ngó bên trái, cũng giữ 30 giây nha các bạn. Từ từ các bạn nhìn lại. Và động tác thứ ba, các bạn phải nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, trở lại động tác ban đầu, các bạn quay lại bên phải, các bạn ngó xuống, cũng giữ 30 giây. Nhìn thẳng, quay lại bên trái và nhìn xuống. Trở lại động tác ban đầu. Tôi xin nhắc lại, mỗi động tác các bạn phải giữ 30 giây. Những động tác đó các bạn sẽ làm 5 lần mỗi ngày. Chúc các bạn thành công.